chào quý vị các bạn và bà con. Hôm nay công ty Thế Giới Máy đi bàn giao máy khoan đất cầm tay Takio TK2.5B cho bà con tại vườn ổi ở Long An. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.